Thank you. Thank you very much. That's all we need. Yes. That's all we need. To good health. What is the blessing of everything? Xin mời cộng đoàn bắt đầu tham dự thánh lễ. Ban phúc tràn hòa, ngày đầu năm mới
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Và chúng ta đã sống sót qua được một năm mùa dịch, rồi chúng ta lại sắp có thuốc chủng ngừa, cho nên chúng ta có nhiều hy vọng trong năm mới. Mà vì thế trước khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta cùng vui với nhau, chúng ta nhấn kèn để chúc mừng năm mới lẫn nhau nhé. Chúc mừng năm mới. Lâu lâu chúng ta làm phiền hàng xóm một chút thôi. Rồi tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua trong năm vừa qua, nó giúp để huấn luyện chúng ta cứng cáp hơn, tình nghĩa hơn và sống có đức tin mạnh mẽ hơn. Mà vì thế dẫu rằng là chúng ta phải gian lao khốn khó rất là nhiều, rồi thiếu tiền bạc để tiêu xài, rồi không được đi lại thoải mái, nhưng mà chúng ta vẫn cứ cảm ơn Chúa vì những khó khăn này huấn luyện chúng ta trở nên cứng cáp hơn trong tinh thần cũng như là trong cuộc sống tâm linh của chúng ta. Mà vì thế hiệp với toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta ở quê hương cũng như ở hải ngoại, chúng ta dâng lên Chúa thánh lễ này và dâng lên Chúa những ngày đầu năm để chúng ta tạ ơn Chúa về những gì chúng ta đã nhận được qua cái khó khăn khốn khó của năm đại dịch vừa qua. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta năm mới cái gì cũng được tốt hơn. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Lê Vi. Chúa phán cùng Môi-sen và A-a-ron rằng: Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt, hoặc những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế A-a-ron, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông. Vậy ai mắc bệnh phong cùi và tư tế ra lịch phải ở riêng, thì phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa.
anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, dân ngoại hay hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia, 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 Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người mắc bệnh phong cùi đến gặp Chúa Giêsu và anh ta quỳ xuống van xin rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo: tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức bệnh phong cùi biến khỏi anh và anh được lành sạch. Nhưng rồi Ngài nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: hãy coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện với vị tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Mai Sen đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa đi khỏi thì anh ta lại bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin chúc mừng năm mới đến quý cô, các ông bà và anh chị em một lần nữa. Hiệp với toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, bất kể chúng ta đang ở đâu, đang ở tại quê hương hoặc là đang sống ở các nước ngoài, chúng ta đều là con dân Việt Nam, chúng ta vẫn giữ được cái hồn Việt Nam. Một trong những điều rất là đáng quý và đáng nể đối với người Việt Nam với nhau là đó, dẫu rằng là chúng ta có những lúc thất thế, có những lúc mà lang thang lếch thếch nơi đất khách quê người, không bao giờ chúng ta đánh mất cái hồn Việt Nam, và không bao giờ chúng ta muốn giấu cái gốc Việt Nam của mình. Đó là một điều rất là đặc biệt. Người con dân Việt Nam lúc nào, ở đâu, làm việc gì, gặp khó khăn, đau khổ, hạnh phúc hay là tốt đẹp, thành công cách nào đi nữa, chúng ta vẫn nhận mình là người Việt Nam. Và vì thế mà chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có được sinh ra và lớn lên trong một nền văn hóa rất là độc đáo, đặc biệt như vậy. Trong ngày đầu năm chúng ta chúc nhau và chúng ta cảm ơn Chúa với nhau, chúng ta được là người Việt Nam. Rồi cùng với toàn thể dân tộc của chúng ta đang ăn Tết, và trong 3 ngày Tết đó thì là
ngày hôm nay là ngày mùng 2 là chúng ta cầu cho ông bà tổ tiên, phải không nào? Các cụ ngày xưa vẫn nói là mùng 1 thì Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Cha đây là bố mẹ đó, chứ không phải là cha là bố mẹ đó, rồi mùng 3 thì Tết thầy. Thì nhưng mà còn mùng 2 thì là riêng đối với chúng ta, đó là dành riêng, văn hóa của chúng ta dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên, biết ơn cha mẹ khi cha mẹ còn sống và cầu nguyện cũng như dâng những công việc lành phúc đức cho cha mẹ ông bà khi các ngài đã qua đời. Hôm nay có một sự trùng hợp rất là thú vị, đó là ngày hôm nay Giáo hội Công giáo chúng ta là mừng ngày hôn phối, tức là những người đã lập phép, những người đã lập bí tích, xin lỗi, đã lập bí tích hôn phối, là lập mái ấm gia đình với nhau. Cho nên lát nữa cuối lễ, dẫu rằng là thánh lễ hôm nay có nhiều việc để phải nhắc, nhưng mà thánh lễ hôm nay chúng ta vẫn có một cái phúc lành đặc biệt cho các đôi hôn phối, các cặp vợ chồng. Chúng ta nghĩ đến vợ, đến chồng của mình, chúng ta cầu nguyện cho nhau trong ngày hôm nay. Rồi đặc biệt là chúng ta nghĩ đến cha, mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, chú, bác, cô, dì, tất cả những người thân quen của chúng ta mà đã từng lập gia đình và đã từng sinh hoạt với chúng ta, để chúng ta cầu nguyện cho họ đặc biệt trong ngày hôm nay nhé. Ở trong thánh lễ này đặc biệt. Chúng ta trở lại lời Chúa một chút, tại vì luôn luôn là trong thánh lễ chúng ta phải suy gẫm lời Chúa cái đã, rồi những việc gì văn hóa là thứ yếu sẽ đến sau. Văn hóa chỉ là phụ giúp cho để chúng ta giữ gìn đức tin thôi. Thì trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe Bố Hoàng đọc, đó là Chúa dạy cho Mai Sen cách thức để mà chống phong cùi. Tại vì khi mà người ta phong cùi mà không biết giữ gìn thì những người khác sẽ lây lan, mà như vậy là cả dân tộc Do Thái sẽ bị khốn khó. Mà tuy rằng là như vậy nhưng mà bệnh phong cùi vẫn có như thường. Chúng ta tưởng tượng là hơn 3.000 năm trước cái thời của Mai Sen ấy, thì lúc đó thuốc men của họ đâu có được như bây giờ. Mà vì thế mà cái cách duy nhất là thôi, ai đã lỡ bị thôi thì tránh ra xa, mà gại ra đừng để lây cho vợ con, đừng lấy cho người bạn thân, những người bạn, những người chung quanh mình. Thì nếu không chữa được thì thôi ít nhất là mình đừng làm lây người khác. Thì đó là cái lời dạy, cái ý nghĩa của lời dạy của thời bấy giờ. Tuy nhiên cái đau khổ ở cái chỗ là khi mà vì người mà ta phải hy sinh đó, thì là những bị phong cùi đó đau khổ ghê lắm. Không những là cứ hàng ngày nhìn thấy cái bệnh phong cùi nó ăn bớt những ngón tay, ngón chân của mình, rồi nó ăn dần lên. Rồi khi mà nó bị phá nặng ra thì nó đau đớn, cơ thể nó rửa ra, nó chảy nước ra là nhức nhối lắm. Những ai đã nhìn thấy những người bệnh phong cùi thì chúng ta biết là đau khổ ghê lắm. Ngay cả cách đây một vài chục năm chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam chẳng hạn, chúng ta cũng thấy đã là đau khổ rồi, chưa cần phải nói là đến 2-3 ngàn năm trước từ thời Mai Sen nhé, hơn 3.000 năm trước từ thời Mai Sen. Mà vì thế mà bị bệnh phong cùi tự nó đã là một cái đau khổ ghê lắm về thể chất và tinh thần rồi. Tuy nhiên để mà khỏi lây lan cho người khác đó, thì những người này họ phải, một là phải cách xa xã hội, xa đám đông đi. Chúng ta xem cái phim Judah Ben-Hur đó, thì chúng ta thấy rằng là người cùi đó bị đẩy đi ra, giống như là bị đẩy đó đi ra khỏi nơi mà dân chúng sống. Rồi cũng y như là cái hình ảnh mà chúng ta nghe chuyện về những người cùi ở bên Hawaii được bị đẩy ra cái đảo Molokai đó, thì là những cái hình ảnh đó là những chuyện có thật, mà đối với thời 3.000 năm trước, hơn 3.000 năm trước thì nó còn đau khổ hơn nữa. Cho nên đau vì phần xác đã đành, rồi tinh thần nhìn thấy cơ thể mình mỗi ngày một thối nát là đau khổ nữa đã đành. Nhưng mà rồi không dám gặp người thân, không dám gặp bạn bè. Rồi đi đến đâu lỡ có mất hèm muốn vào nhìn xã hội một chút thì đi đến đâu phải hoặc là rung chuông, hoặc phải hô lên là người cùi đây để mọi người tránh ra. Cho nên có nhiều kẻ còn không thông cảm được cho người ta, còn cầm đá ném cho hoặc là để cho chết đi, hoặc là để cho đuổi đi xa đi. Và vì thế mà cái sự bỏ rơi cũng như là sự tách biệt ra khỏi xã hội đó, ngay cả đối với người thân của mình, đó là cái đau khổ lớn lao ghê lắm. Và thường thì họ sẽ chết trong cô đơn, trong đau đớn và cô đơn. Mà vì thế mà Chúa chữa người cùi ngày hôm nay là một phép lạ cả thể, lớn lao ghê lắm. Thời bây giờ cũng vậy chứ đừng nói là mấy ngàn năm trước. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái bệnh cùi không đó thì là chúng ta bị hụt tàu rồi, lỡ cái đò rồi. Là bởi vì cái mà lớn hơn cái chuyện mà cái phép lạ đó là gì? Đó là thứ nhất, Chúa
tiến đến và cầm tay người đó bảo là ta muốn cho con được sạch. Nguyên cái vụ mà Chúa cầm tay cái ông ta đó không đủ người cho người ta ném đá chết rồi, bởi vì phạm luật của Mai Sen. Ông là thứ gì? À, ông ta trước đây đã từng bảo là tha tội rồi, ta tha tội cho con, rồi bây giờ là dám đến gần người cùi, đụng tay vào người cùi nữa. Cho nên là nguyên cái điều đó không đã là kinh khủng rồi. Cho nên có những người đó, thời ngay từ thời Chúa Giêsu đó, nhìn thấy cái phép lạ đó, nhiều khi họ không để ý phép lạ đâu, họ để ý là tại sao Giêsu lại dám đụng tay vào cái người cùi này. Và đúng vậy, là bởi vì cái luật đó nó quá kỹ đi, và đồng thời họ thấy là cái bệnh cùi nó lây lan quá nặng đi. Cho nên riêng cái mà Chúa đụng tay vào cái anh cùi này không đó, đó là một cái chuyện cả thể rồi. Rồi một chuyện cả thể thứ nhì nữa là ngay từ thuở của luật Mai Sen đó, là người cùi sau khi nếu mà được phép lành, phép lạ nào đó mà được lành, hoặc là trước đây bị hiểu lầm là cùi nhưng mà bây giờ thì không có có cái dấu hiệu gì để mà hiểu lầm nữa, thì phải đến trình diện với tư tế. Và bây giờ đó là các vị tư tế là được trọng vọng trong dân, không giống như tư tế thời bây giờ đây, dân không coi trọng như vậy đâu hả. Nhưng mà hồi đó là các vị tư tế đó được coi trọng trong dân, cho nên là các tư tế đó nhờ các y sĩ khám xét xem là cái người này có khỏi bệnh thật như vậy không. Nếu quả thật như vậy đó thì chính vị tư tế đó đưa ra cái hội đồng đám đông đó, rồi cộng đồng, và ngay cả những nơi thờ phượng, là từ hội đường cho đến cửa đền thờ đó, là cầm tay người đó giơ lên bảo là người này tôi xin chứng minh là không có bị cùi. Và nhờ vậy mà họ được trở về với gia đình, họ được phép đến với bạn bè, trở lại sinh hoạt với xã hội. Hay nói cách khác, khi Chúa chữa người cùi là Chúa hồi phục toàn bộ cuộc sống của anh ta, chứ không phải chỉ là chữa lành. Và chính điều này là điều còn lớn hơn cái phép lạ kia nữa, phải không nào? Chúa phục hồi tất cả những gì là một sinh hoạt của một con người có giá trị, có nhân vị, chứ còn có không là sẽ sống trong cô đơn và chết trong đau đớn và cô đơn ở một cái góc xó xỉnh nào đó ngoài hoang địa. Và vì thế chúng ta biết ơn Chúa, không phải Chúa chỉ muốn là chữa người ta khỏi lành, mà Chúa muốn phục hồi tất cả những gì đã mất. Và chính điều này là điều mà dẫu rằng chúng ta khốn khó trong khoảng đại dịch cả một năm trời, chúng ta vẫn có hy vọng. Chúa có quyền năng và Chúa có lòng muốn cứu dân của Ngài. Chúng ta cứ tiếp tục tin tưởng vào Ngài, đặc biệt là trong số chúng ta đang dự lễ ở đây tại nhà hay trong bệnh viện, và chúng ta lỡ bị bệnh này bệnh kia, ngay cả bị bệnh Covid rồi bệnh này bệnh kia mà thập tử nhất sinh, cứ tin tưởng vào Chúa. Chúa biết sẽ làm cách nào tốt nhất cho chúng ta. Rồi khi mà Chúa chữa cho anh cùi này rồi đó, chúng ta sẽ nhiều người ngạc nhiên là Ngài vừa chữa xong thì Ngài nghiêm giọng đuổi anh ta đi ngay và bảo anh ta là có chừng, đừng có nói gì với ai cả. Nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm, một phép lạ cả thể như vậy, một cái ơn đặc biệt như vậy mà sai Chúa là bảo là đuổi đi, đừng nói gì với ai cả, coi như là im miệng luôn, rồi phải đuổi đi ngay, không cho được phép đi theo. Thì đến khi mà tôi đọc cái phần sau đó, Thánh Marco viết, chúng ta mới hiểu ra là bởi vì Chúa đâu có lưu tâm gì đến phép lạ nhiều. Chúa lưu tâm đến con người, người ta miễn người ta sống được đúng nhân vị của mình, miễn là người ta sống hạnh phúc là được rồi. Chứ còn cái việc mà làm phép lạ đó là phụ, bởi vì cái phép lạ này đó mà bưa ra rêu rao ra ngoài đó, có những người coi rằng là phép lạ là điều chính yếu, thì họ sẽ ùn họ đổ đến để đòi và xin phép lạ. Thì như vậy Chúa không thể bước vào nơi công cộng để giảng dạy một cách thông thường được nữa. Và đối với Chúa, cái việc mà giảng dạy để người ta được sống cuộc sống đời sau, cuộc sống trường sinh ở trên thiên đàng, nó còn lớn chuyện hơn là cả cái chuyện mà một người cùi được lành mạnh nữa. Bởi vì cách đó chỉ là cuộc sống của đời này, và cuộc sống của đời này có tốt đẹp đến đâu, có giá trị đến đâu nữa cũng không bằng được cuộc sống đời sau. Cho nên Ngài đi, Ngài giảng dạy khắp các nơi là điều quan trọng hơn. Chứ còn để cho anh ta rêu rao đến độ mà Chúa không vào được thành nào, làng nào nữa, thì cái đó là thiệt thòi cho biết bao nhiêu người không được nghe lời của Chúa giảng dạy. Bởi vì thế, nguyên với lời Chúa ngày hôm nay không, chúng ta đã phải cảm ơn Chúa cả đời rồi. Chúng ta được biết đến Chúa, chúng ta biết là Chúa có quyền năng vô cùng, và Chúa muốn chữa lành các tật bệnh, tinh thần cũng như thể chất của chúng ta. Chúa muốn là trong lúc bất kể chúng ta chịu đau khổ khó khăn nào đi nữa, Chúa cũng muốn phục hồi lại cuộc sống trọn vẹn cho chúng ta. Và vì thế, với năm mới vừa mới đến, chúng ta dâng lên Chúa năm mới này với một niềm tin tưởng còn hơn năm ngoái nữa, để xin Chúa phục hồi lại tất cả những gì mà con cái Chúa đáng được hưởng, để năm tới này chúng ta được thảnh thơi, thoải mái, an bình và yên tâm hơn năm cũ.
Và vì vậy thay lời kết luận, con xin dùng lại cái lời cầu chúc của cộng đoàn với lại anh với lại ban thường vụ đó, xin lặp lại để cầu chúc lại với nhau trong thánh lễ này luôn. Là chúng ta được Chúa huấn luyện qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời của những người Việt Nam rồi, đặc biệt là những người Việt Nam Công giáo. Chúng ta đã được Chúa giữ gìn để chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Chúng ta học được những bài học rất là lớn, rất quan trọng trong đời. Đó là chúng ta học được sự nhẫn nại, học được sự nhẫn nại trong những lúc hoàn cảnh nó khó khăn. Rồi chúng ta đã học được sự can đảm khi gặp nguy nan. Và chúng ta đã học được sự giữ gìn được cái tình, cái nghĩa trong gia đình, giữa bạn bè với nhau trong những lúc hoàn cảnh khốn khó. Qua bao thăng trầm, người Việt đã học được những đức tính rất là cao quý, sự nhẫn nại khi hoàn cảnh khó khăn, lòng can đảm khi trong những lúc nguy nan, và giữ được cái tình, cái nghĩa trong những lúc hoàn cảnh khốn khó. Thì tất cả những điều tốt đẹp này chúng ta đã học được, chúng ta đã luyện được trong những năm tháng qua. Chúng ta cầu chúc cho nhau và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta truyền đạt lại được những đức tính cao quý này cho thế hệ mai sau là con cháu của chúng ta. Amen. Chúng ta tin vào Thiên Chúa của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tuyên xưng đức tin này để cho những người xung quanh biết được chúng ta tin cách nào, chúng ta tin vào ai nhé. Cho nên nếu chúng ta có tin thì xin vui lòng đáp lại là thưa tin một cách rất là hiên ngang, dõng dạc trong đức tin Công giáo của mình. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng, là đấng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và giờ này đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin Tín điều các thánh thông công, tin có ơn tha tội, tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại và sự sống vĩnh cửu đời đời không? Thưa tin. Đó là đức tin của tất cả chúng ta, đó là đức tin của toàn thể hội thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin này, chúng ta hãnh diện chia sẻ đức tin này với những người chung quanh trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Cùng một niềm tin vững mạnh như vậy, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong hội thánh luôn mặc lấy sự thánh thiện và lòng thương xót của Chúa Kitô khi đến với đoàn chiên, để tất cả đoàn chiên, nhất là những con chiên lạc, được lãnh nhận no thỏa những ân sủng Chúa ban. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Năm cũ đã qua và năm mới đang đến. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban. Và cũng xin tạ lỗi với Chúa vì những bất xứng chúng con đã vô tình tệ bạc mà quên ơn Chúa. Giờ đây,
chúng con xin dâng năm sống mới lên Chúa, để xin Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành cho chúng con và toàn thế giới. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta trong năm mới này luôn biết sống với tâm tình tạ ơn Chúa và nhận ra những ơn lành Chúa ban trong mọi hoàn cảnh. Hầu chúng ta không ngừng ngại loan truyền tình thương và lòng nhân từ của Chúa tới mọi người chung quanh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bình an là điều mà mọi dân tộc trên thế giới đều ao ước và mong muốn. Xin Chúa ban cho thế giới và đất mẹ Việt Nam được ơn bình an, sớm đẩy lùi được dịch bệnh, quanh năm mưa thuận gió hòa, để tất cả mọi người được sống trong an bình, no ấm. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người xin chúng ta cầu nguyện cho, cùng với những người để xin lễ. Đó là gia đình và cộng đoàn xin lễ cầu cho linh hồn Maria Bê Thị Ngoan mới qua đời, cùng linh hồn Maria Giuse và các vị đã qua đời mà gia đình người lễ dỗ trong khoảng thời gian này, đình của Nguyễn Thị Mai Hoa, Phêrô Bê Văn Quý, Teresa Nguyễn Thị Năm, cầu nguyện cho mẹ là Anne ở Việt Nam, ông bà tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn Catalina, Francisco Xavier, Dominico, Phêrô, Anton, Giuse, Teresa, Simon, Joan Baptista, Cecilia, Joan Vianney, linh hồn Dominico, Đinh Văn Nghĩa và Maria Nguyễn Thị Trương. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn cái này cái khác, xin chúng con cầu nguyện cho. Đó là cho Maria Nhung đi mổ được bình an. Một gia đình khác cũng xin cho được đi mổ bình an. Simon Kim và gia đình của Tiên Toàn, xin Chúa ban cho đại gia đình được bình an trong năm mới. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và các hội và hội bà mẹ công giáo cầu nguyện cho tất cả mọi thành viên trong bà hội công giáo. Gia đình Bùi Huynh, Lộc Hoàng xin lễ tạ ơn. Và một gia đình khác xin ban cho gia đình được bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng kiên nhẫn cầu nguyện cho những người mà không phải người Việt Nam, mà xin chúng ta cầu nguyện cho. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người đang ở Việt Nam, có thể chúng ta không biết đến những kết hiệp của chúng ta cách này cách khác. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể con dân Việt mỗi ngày được thêm sự tự do, thịnh vượng và thái bình. Chúng ta cầu nguyện cho những người mà đã gửi đến cái prayer wall của giáo sứ Agustino Antran, Berardo Arroyo, Joe Escalera, Senior Sally Escalera, Salvador Leon, Severino Magno, Esperanza Zavala, Alvarez, Pero Cruz, Jose Luis Gonzalez, Antonia Osuna, Andrea Bansamis, Andrea Revelenzuela, Jerry Moffett, Aurelio Torres, Jim Martinez, Juan Leon, Roberto Cruz, Anatina, Ramona Lopez Sanchez. Và chúng ta cầu nguyện cho người mừng birthday trong khoảng thời gian này, Ruben Ruiz, Silvia Manso, Billy Belliagao, và tất cả những người đau bệnh, Paula Hartman, Sergio Angerado and Irma Barranco, Henry Tess Velasco, Manveya Lopez, Francisco Tobar, Matilda Jimenez, Irene Arbitre, Linda Valeriano, Frank Ipma, Kevin Miara Mejia, Mike Barragan Munoz, Jovis Munoz, Isabel Chavez, Eric Jajara, Father Percy Bacani, và cho các linh hồn đã vì dịch bệnh mà qua đời, Fe Wong, Juan Barranco, Manalo Robles, Tony Parkon.
cầu nguyện ơn chữa lành cho những người xin Ruben Ruiz, Fatima Rojas và tất cả những người của Montecito, trên đường Montecito, xin Chúa ban cho họ, gìn giữ họ khỏe mạnh bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con trong suốt năm qua. Xin thương ban phúc lành cho tất cả chúng con, để cho dù trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn luôn trung thành giữ đạo và sẵn sàng chia sẻ sự bình an và tình thương của Chúa cho những người chung quanh. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ đây tẩy rửa và đổi mới chúng con để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời trên thiên quốc. Và Chúa hứa ban cho những kẻ biết thi hành thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn của Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết được rằng chính Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài và Cha chung của tất cả chúng con.
Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban lại cho các ngài, ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng con cũng được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự cha. Vì thế hiệp cùng toàn thể các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con cùng ca ngợi cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng cha rằng: Hành hành hành, Chúa là Thiên Chúa con đạo mình. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao ngang trời, hoan hô Chúa trên cao ngang trời. Trong tùng nâng ngửa đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cao ngang trời, hoan hô Chúa trên. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ đây để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn rồi trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy lãnh nhận mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đưa đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Jose chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến ông bà, anh chị em của chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Tất cả những người thân của chúng con, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè đã đi ly trần trong tình thương của Chúa, cùng với những người Việt đã bỏ mình trên đường vượt biển và vượt biên, những người đã phải chết ở trong tù, những người chết mà thân nhân không tìm ra được, tất cả những người Việt đã từng gặp khốn khó và qua đời, chúng con ước mong cầu nguyện cho họ cũng được về nước của cha, được hưởng ánh sáng bình an. Chúng con này xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con đây, rồi cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, cùng Thánh Cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh, các Đấng đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và rồi cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dê, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi của chúng con, nhưng hãy nhìn đến đức tin của toàn thể hội thánh mà đoái thương ban chúng con được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy trao chúc bình an năm mới Chúa ban đó cho nhau. Đức trên Thiên Chúa, Đức đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con được dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu, để mai sau đáng được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Trước khi chúng ta có thông báo thì chúng ta có một phúc lành đặc biệt trong ngày của kỷ niệm hôn phối của cha mẹ, của gia đình của chúng ta. Chúng ta nghĩ đến cha mẹ và ông bà của chúng ta trong cái dịp đặc biệt này, để xin Chúa ban phúc lành đặc biệt cho các cụ nhé. And this is the marriage, the World Marriage Day, sorry, World Marriage Day for us Catholics. So we have a special blessing for mom and dad. So if you are watching the mass at home with mom and dad, boys and girls, would you please take their hands and put them together? Put their hands together. They are going to join their hands, and then you stand up, and we are going to raise our right hands upon them. We ask for God's special blessing upon them during this time of the celebration of the World Marriage Day among the Catholics. Are we ready? So the rest of us, would you please raise your right hand upon mom and dad if we pray for them, especially today. Tất vợ chồng chúng ta đó, ngày hôm nay chúng ta có một phép lành đặc biệt cho các đôi hôn phối đã lập bí tích trong nhà thờ và những người đã lập gia đình. Vì vậy mà chúng ta, hai vợ chồng chúng ta có thể cầm tay nhau được, rồi nhờ con cái giơ tay lên để xin Chúa ban phúc lành cho cha mẹ nhé. Chúng ta giơ tay phải lên để chúng ta xin Chúa ban phúc lành nhé. Lạy Thiên Chúa là cha nhân lành của chúng con, Chúa đã tạo dựng nên chúng con có nam có nữ để chúng con lập nên mái ấm gia đình. Và Chúa Giêsu đã nâng cao mối liên kết vợ chồng này nên hàng bí tích, để ban cho chúng con những ân sủng cần thiết của đời này và cho cả đời sau. Mà vì vậy, Chúa dùng hình ảnh của hôn nhân giữa vợ chồng này để diễn tả tình yêu thương của con Chúa đối với giáo hội là hiền thê của Ngài. Mà vì thế, Chúa gìn để giữ tất cả những đôi hôn phối đây, đặc biệt là cho cha mẹ của chúng con đã được kết hiệp trong bí tích hôn phối. Xin Chúa ban cho các ngài được một tình yêu trung tín theo gương của Thánh Gia. Xin Chúa ban cho các ngài được lòng tin tưởng và trông cậy vào Chúa trong lúc hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa ban cho các ngài được lòng tin tưởng vào chữ nhân từ của Chúa trong những lúc hoàn cảnh thiếu thốn. Và vì Chúa là nguồn của mọi an vui, xin Chúa ban cho Chúa luôn ban hạnh phúc và bình an cho những đôi hôn phối, đặc biệt cho cha mẹ chúng con trong gia đình chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Rồi chúc mừng kỷ niệm hôn phối của tất cả các cặp gia đình nhé. Xin Chúa ban phúc lành cho rồi ráng làm gương cho con cái, con cháu, để mai mốt chúng nó cũng học để sống trung thành với nhau. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta nhé. Chúng ta có một chút thông báo của nhà xứ đó, đã nghe thông báo nhiều rồi, là thứ tư lễ tro thì là tất cả các thánh lễ và nghi thức đều ở sân trường này. Thì 8 giờ sáng lễ bằng tiếng Anh, 12 giờ trưa là hai ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Không có lễ, chỉ có nghi thức phục vụ lời Chúa và có tro thôi, bởi vì nhiều người phải đi làm vào giờ đó. 4 giờ chiều lễ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và 5 giờ rưỡi chiều thứ tư lễ tro đó, là người Việt chúng ta có lễ y như thế này nè, là 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ tư tuần này nhé, lễ bằng tiếng Việt đó. Và sau lễ thì sẽ có phát tro để chúng ta mang về nhà, rồi người thân trong nhà sẽ được chỉ dẫn để mà sức tro cho nhau, để cho người lạ khỏi phải sức tro cho mình nhé, tức là dẫn người trong nhà ta sức tro cho nhau nhé.
Và thứ tư lễ cho là ngày mà ăn chay và kiêng thịt, cho nên là chúng ta còn bánh tiêm bánh tét thì nếu mà sợ nó thèm đó thì là ăn trước đi, rồi đến thứ tư chúng ta phải nhịn, vừa ăn chay vừa phải kiêng thịt nhé. Và tất cả các thứ sáu của mùa chay nó cũng đều là ăn chay và xin lỗi cũng đều là ăn chay và kiêng thịt luôn nhé. Rồi trong mùa chay thì giáo xứ chúng ta có một vài cái chương trình thế này, như đó là vào mỗi thứ tư và lúc 6:30 đấy thì chúng ta sẽ có đi chặng đàng thánh giá như mọi năm, nhưng mà năm nay chúng ta không có làm được trong nhà thờ thì chúng ta sẽ dùng cái Zoom đấy, tức là một cái cách thức mà cho em coi ở trên internet đấy, thì chúng ta vừa là giúp cho các cháu nó vừa bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, các cháu nó cũng tham dự được, rồi chúng ta cũng tham dự được, rồi chúng ta sẽ liên lạc với nhau để chúng ta dự chặng đàng thánh giá ở trên internet nhé. Thì cái website của nhà xứ và cái Facebook đó thì là sẽ có những cái tin tức để mà chúng ta vào Zoom cách nào. Khi mà chúng ta vào trong website và cái Facebook nhà xứ thì sẽ chỉ dẫn là làm cách nào để chúng ta vào cái Zoom để chúng ta dự chặng đàng thánh giá nhé. Và có cái chương trình 40 ngày để cầu nguyện cho sự sống đó, cho nên là nếu những ai mà muốn cầu nguyện cho sự sống mà đặc biệt đó thì là trên đường Pack đó, ở Edmonton này có một cái trung tâm phá thai, chúng ta có thể tham gia với mọi người để chúng ta cầu nguyện cho sự sống nhé. Rồi Night of Columbus đó, tức là các đàn hiệp sĩ Colombo đó, thì là thứ sáu, mỗi thứ sáu trong mùa chay vẫn có món cá chiên. Món cá chiên của họ nó kêu fish fry đó, món cá chiên của họ rất là hấp dẫn, tôi ăn thì thích lắm, và làm rất là ngon. Chúng ta có thể order và pick up được, thì chúng ta có thể coi trong cái internet mà cái bulletin của giáo xứ hoặc là cái website thì sẽ có cái, tức là ta order làm sao và chúng ta sẽ lấy hàng đồ ăn làm sao nhé. Rồi năm nay có một cái đặc biệt nữa là mỗi thứ sáu trong tuần mùa chay đó thì là chúng ta sẽ có đặt mình thánh để ai có thể đến được ta chầu và viếng thánh thể, thì chúng ta sẽ đặt được cái phòng mà mọi khi mà chúng ta uống cà phê đó, tức là cái coffee room đó, thì ngay ở đài Đức Mẹ La Vang đó, thì là chúng ta sẽ có từ được đặt mình thánh từ sau lễ sáng, tức là sau lễ sáng 8 giờ đó, đặt cho đến chiều luôn. Và đến chiều đó thì từ 4 giờ đến 5 giờ có giải tội, và 6 giờ đến 7 giờ có giải tội. Vậy thì những ai mà đi xưng tội trong khoảng thời gian đó thì chúng ta vẫn có thể chầu thánh thể được một lát rồi chúng ta về, thì nếu mà đông quá thì chúng ta về để cho người khác. Không thì chúng ta biết là mỗi thứ sáu sẽ có chầu thánh thể ở ngoài, tức là ngoài chỗ đài Đức Mẹ La Vang nhé. Và thứ hai này thì là President's Day, cho nên là vì thế mà văn phòng đóng cửa. Nếu mà chúng ta có muốn bỏ phong bì hay gì đó vào trong nhà xứ đó thì là có thể là cửa của nhà xứ sẽ không mở, nhưng mà cái ô mà bỏ thư, bỏ phong bì vào thì vẫn có thể mở được. Vì thế mà chúng ta biết là nếu chúng ta cần cái gì đặc biệt thì chúng ta cứ gọi số phone vào, còn nếu không thôi thì ta chờ, cái gì có thể chờ thì ta chờ qua thứ ba, thứ tư nhé, để mọi người khỏi phải lật đật nhé. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Rồi bây giờ là ta nhận phúc lành của Chúa, rồi ta chúc mừng năm mới nhau, rồi ta về kiên nhẫn để chích ngừa xong cái đã rồi là mới thoải mái xong nhé. Chúa cùng anh chị em và ở cùng chân. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa. Chắc giờ này họ chưa đi ngủ đâu, cho nên chúng ta nhấn còi để chúc mừng năm mới nhau lần chót trước khi ta ra về nhé. Chúc mừng năm mới cộng đoàn và anh chị em nhé. Có người sẽ thắc mắc là tại sao không có chúc mừng khác, một số nghi thức chúc mừng của người Việt mình, rồi ban thường vụ đó thì là chúng ta chịu khó coi ở trên internet nó có rồi đó, Facebook với lại cái YouTube của cộng đoàn mình có chúc mừng rồi, cho nên để tránh lây lan thì chúng ta giản diện bớt như vậy thôi, chứ còn thôi chúng ta giữ ở trong lòng thì chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta thương nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau là quý rồi. Còn có một vài điều mà chúng ta muốn làm thì chúng ta không tiện làm
thì là chúng ta thấy ít nhất chúng ta có cây đào rồi, có lộc xuân, rồi lát nữa trên đường về đấy thì là ban thường vụ sẽ có một chút lộc xuân để bỏ lên xe chúng ta mang về nhé. Đây, giờ đây mọi người vẫn nhắc nói với tôi là khi họ làm họ vẫn tay họ vẫn sát trùng đàng hoàng rất là kỹ lưỡng, cho nên cũng đã chúng ta cứ cẩn thận, nhưng mà có điều là chúng ta cũng đã, tức là tôi có những chút lộc xuân ta mang về nhà với nhau nhé, để mà ta làm quà trong một Tết. Chúc bạn phúc lành cho tất cả chúng ta trong năm mới bình an khỏe mạnh nhé. Chúc cho nhau hạnh phúc.
bao ngày xuân cùng ngài vui kiếp người mãi mãi trung thành chẳng một lần gian dối yêu thương hành trang vào mùa xuân tiếp nối mãi mãi không phai mùa xuân trên quê trời Chúa với con đi trên đường đời đem tin yêu đời con đã đổi mới những ước mong yêu thương mọi người cho thế giới những mùa xuân thắm tươi hôm nay ngày xuân người người thêm tuổi rồi thấy những nụ cười vui mừng trong áo mới hôm nay ngày xuân nguyện đường con bước tới thấm thiết câu kinh lòng ước xin một lời Chúa tắt đi.
xin chúc cha một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm lên, ta chúc mọi người một năm mới bình an. Nắng xuân lung linh ôi gió xuân trung trinh ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh xinh. Đó đây chim oanh ca vang trên tiếng cười nhiều lòng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Xin chúc anh một mùa xuân. Xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm. Ta chúc mọi người một năm mới bình an. Nắng xuân lung linh ôi gió xuân rung rinh ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh xinh. Đó đây chim oanh ca vang trên tiếng cười nhịp lòng rộn ràng muôn người tạ ơn toàn năng. Xin chúc ba một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc mẹ một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm. Và chúc ông bà một năm mới bình an. Nắng xuân lung linh ôi gió xuân trung rinh ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh. Nhịp nhàng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc cha một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm. Và chúc mọi người một năm mới bình an. Nắng xuân lung linh ôi gió xuân rung rinh hoa khoe sắc màu xinh xinh. Đó đây chim oanh ca vang trên tiếng cười nhịp nhàng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc em một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm. Và chúc mọi người một năm mới bình an. Chúc nhau một mùa xuân ấm êm và chúc ông bà một năm mới bình an. Nắng xuân lung linh ôi gió xuân rung linh ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh xinh. Đó đây chim oanh ca vang trên tiếng cười nhịp lòng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Xin chúc cha một mùa xuân. Một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm. Và chúc mọi người một năm mới bình an. Một sao đánh chén đi. Đi rượu mừng. Đi rượu mừng đại luận hết đi. Hết thôi à. Tăng da ra tăng tăng da ra răng tăng da ra răng tăng da ra 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 ngày xuân nâng chén
sao xuyên duyên đời, rượu hân hoan mừng đôi uyên ương, xây tổ ấm trên cành yêu thương. Nào cạn ly mừng người nghệ sĩ, tiếng thì cả thật đấm ta có lên đời mai, ban hát vang lên lời chúc thiên liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu dương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương như thôi, đợi anh về trong chén rượu đầy vơi. Hoàn ca thắm tươi đời lên, chúc mẹ hiền thứ yêu phiền, ước mơ hạnh phúc nay nay hướng thành tình gia. Lao nhau nãy giờ chưa tắt.